Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ra lệnh lực lượng phòng vệ sẵn sàng bắn hạ vệ tinh do thám của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nếu nó bay vào lãnh thổ Nhật. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Yasukazu Hamada ngày 22 tháng 4 ra lệnh cho các lực lượng phòng vệ SDF chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống nhận lệnh phá hủy tên lửa đạn đạo. Mệnh lệnh được ông Hamada đưa ra sau khi truyền thông Triều Tiên hôm 19 tháng 4 thông báo nước này chuẩn bị phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên. Theo lệnh của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, công nghệ tên lửa đạn đạo có thể được sử dụng cho vụ phóng. Theo đài NHK, Triều Tiên từng hai lần phóng vệ tinh vào năm 2012 và 2016 nhưng trên thực tế đó là các vụ phóng tên lửa đạn đạo. Các tên lửa bay qua khu vực gần quần đảo Sakishima ở tỉnh Okinawa của Nhật. Sau mệnh lệnh của Bộ trưởng Hamada, lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã triển khai các đơn vị tên lửa phòng không Patriot tiên tiến PAC-3 tại Okinawa. Ông Hamada cũng chỉ thị lực lượng phòng vệ biển triển khai các tàu khu trục trang bị hệ thống phòng thủ Aegis với radar và tên lửa đánh chặn tiên tiến. Lực lượng phòng vệ trên bộ được chỉ thị chuẩn bị biện pháp để giảm thiểu thiệt hại từ các vật thể có thể rơi xuống Okinawa. Xem tên lửa liên lục địa nhiên liệu rắn mới của Triều Tiên trong lần phóng thử đầu tiên. Hiện chưa rõ thời điểm Triều Tiên phóng vệ tinh nhưng cuối năm ngoái, nước này tuyên bố sẽ chuẩn bị cho việc phóng vệ tinh trước cuối tháng 4. Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kwon Young ngày 21 tháng 4 dự đoán rằng Triều Tiên có thể có hành động khiêu khích cường độ cao trước chuyến thăm của Tổng thống Yoon Suk-yeol đến Mỹ từ ngày 24 đến 29 tháng 4, Yonhap đưa tin. Hôm đầu tuần này, Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc đã có cuộc tập trận chung tại vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản. Cuộc tập trận liên quan nội dung phòng thủ chống tên lửa, chia sẻ thông tin về một vụ phóng tên lửa đạn đạo. Theo Thanh Niên, cảm ơn các bạn đã xem bản tin.